Xin mến chào quý vị và các bạn. Cũng rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Thì hôm nay đến chỗ Phát để giới thiệu giao lưu về phô mai. Thì chúng ta sẽ gặp chỗ Phát nha các bạn. Xin mời. Rồi chào Phát bác ơi. Dạ em chào anh ạ. Rồi ok. Dạ con xin kính chào tất cả cô chú anh chị ạ. Rồi. Hôm nay ngày 15 tháng 11 á cô chú anh chị. Rồi. Con có lên khoảng 20 phô mai. Rất mong cô chú anh chị ủng hộ ạ. Mấy hổm dài á con có tạo cái kênh riêng của con á, kênh YouTube là cây kiển Tấn Phát á, cô chú có thích thì lên đó xem, tại vì anh Hòa anh cũng quay nhiều chỗ với cái công việc cũng nhiều nên lâu lâu con nhờ anh quay tiếp con chia sẻ. Dạ. Rồi, cô chú có thích con thì ba lên đó bấm nút chuông đăng ký có clip cô chú sẽ được thông báo. Số điện thoại. Dạ số điện thoại của con là 0939016808 ạ. Rồi, vậy là hôm nay mấy cây em ơi? Dạ khoảng 20 phôi cô chú anh chị. Rồi, vậy là số 1 xin mời ha. Dạ. Rồi mời các bạn phôi số 1 nha mấy anh. Số 1 đây, rễ cây này rất cao cô chú anh chị. Chấm xuống không à. Mình có thể bỏ cái rễ này là nó gom lại đẹp lắm. Gom lại đẹp lắm. Bỏ cái rễ này cũng được. Phía sau nó mọc thêm cái rễ bự. Có cây con giống như cái đuôi. Tại vì bữa nay nhiều cây quá con làm không kịp á. Con chưa rửa kịp mong cô chú anh chị thông cảm á. Cái cây này da nó cũng vàng lắm á, đóng gông nhiều nhưng mà da vàng lắm. Cây này cây số 1 á, số 1 nha mấy anh, số 1. Rồi đó, dạ hoành ở đây là 17. Rồi 17 mấy anh ơi. Chiều cao tổng thể là 34. 34 nha mấy anh. Dạ. 34. Chiều gà dài tính từ đây của rễ là một, chiều cao là 1 tấc rưỡi. Rồi 1 tấc rưỡi. Dạ. Cái đường kính bầu là 335 nha cô chú anh chị. 35 luôn. Dạ. Rồi. Cây rất là đẹp. Này mình có thể chơi một tược thôi. Tại vì đãi nhiều cô chú mình thích cái nào mình đãi cái đó hoặc là bỏ sao cũng được. Cây này là cây số 1. Mã số 1 nha mấy anh. Mã số 1. Số 1 bữa nay là ngày 15 tháng 11. Cây này con giao lưu giá 1.3 triệu con bao ship hả cô chú anh chị? 1.3 triệu bao ship nha mấy anh. Dạ 1.3 triệu con bao ship. Cây số 1 ngày 15. Rồi mã số 1. Dạ. Rồi đổi luôn số 2 lên. Đây. Số 2 là củ đế đẹp lắm cô chú anh chị. Rồi mã số 2 nha mấy anh. Đây. Cây này hẩm gạn bứng cả tầng rồi đó. Rồi tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Nách nè, nhóm lên xù nách trên cô chú nhăn đây trên. Rồi, ngay ta chỉ bên này cũng vậy nè, này cũng nhóm. Rồi, mình có để số điện thoại bên góc trái màn hình của trên màn hình đó nha các bạn. Dạ. Cây này là cây số 2 cô chú. Số 2 mấy anh ơi. Cái hoành ở đây là 17. Rồi, 17. Dạ. Rồi, chiều. Cái hoành cũ đặt ngay đây là 50, khoảng 50 đó cô chú. Rồi, 50 mấy anh ơi. Dạ. Thẳng thức dây luôn. Trên đây thẳng thức dây đường kính của bầu là 36 đường kính đế đó, cô chú anh chị. Rồi chiều cao tổng thể là 25. 25 mấy anh ơi. Dạ. 25. Cây này cũ đẹp lắm cô chú anh chị. Cây này là cây số 2. Số 2 nha mấy anh. Dạ. Xin nhắc lại số 2. Số 2 ngày 11 ở ngày 15 tháng 11. 15. Cây này 1.5 triệu con bao ship cô chú anh chị. 1.500.000 bao ship. Dạ. Luôn. Toàn quốc phải không ạ? Dạ bao ship toàn quốc. Rồi số 3 mấy anh ơi. Số 3 là con thú hả cô chú anh chị? Số 3. Đây, hai chân trước ở đây. Hai chân sau đây. Có cái mù của đùi, mù của đít. Đây. À, cái đuôi nè cô chú anh chị, đuôi cong cắm xuống đây, cắm xuống luôn. Rồi. Đuôi này là không bị khô, không bị gì chân cô chú, nó rễ á. Nhưng mà nó có dán giống cái đuôi. Cái xương sống nổi găng cho rất là đẹp, uống lượng này cô chú có thể cắt ngang đây, tại vì con trừ hao cắt ngang đây mình ghép đọt dẫn lên luôn. Rồi có trừ hao nha mấy anh. Dạ. Trừ hao. Rồi số 3 phải không? Dạ cái này số 3. Số 3 này mình tính từ đây là 2 tấc 2 cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Chiều cao của từ mặt bầu lên là tấc 7. Rồi tấc 7 luôn. Lên tới ngọn là 4 tấc 4. Rồi. Dạ. Cái hoành của nó là 14 cô chú anh chị. 14 luôn anh ơi. 14 luôn.
đường kính bầu của cái cây này là 35. 35. Dạ. Cây này là cây mã số 3 cô chú anh chị. Mã số 3. Dạ, số 3 này một con thú rất là đẹp, giá là 1 triệu 8 con bao ship cô chú anh chị. 1 triệu 8 bao ship. Dạ. Số 3 ngày 15. Số điện thoại mình để bên góc trái màn hình nha các bạn. 1 triệu 3 bao ship. 1 triệu 8 cô chú anh chị. Triệu 8 xin lỗi, triệu 8. Dạ. Rồi, số 4. Số 4 này là cây quái cô chú anh chị. Này. Số này 8. Nó giống như nó lên xù vậy tại vì không có cửa được, cô chú nhìn rõ đây nè. Đây, da đây, vàng luôn. Đây là lúa một cục nu thịt dư rồi cô chú. Lúa nguyên cục thịt dư luôn giống như xù vậy. Cây này quái cây lắm cô chú anh chị. Cái hoành để con đo ngay đây. Rồi, thử rồi, nhiêu? Dạ 15 ấy cô chú anh chị. Rồi, 15 anh em ơi. Dạ. Chiều cao từ cái mình nó xuống đây là 17. Rồi, 17. Dạ. Chiều dài tính từ đây là nó 28 ấy cô chú anh chị. Rồi, 28 luôn. Dạ. Đường kính bầu thì nó 28. 28 tiếp tục. Cây này là cây số 4 ấy cô chú anh chị. Giá là 700k con bao ship. 700k bao ship. Số 4 ngày 15 tháng 11. Cây này rất là quái cây cô chú anh chị. Rồi. Số 5. Số 5 với số 6 con bán cặp ơi cô chú anh chị. Rồi, số 6 đâu? Dạ. Số 6 là cây ba chân nãy giờ. Lấy số 6 ra luôn em ơi để cho khách coi cặp luôn. Dạ quạnh đây là 19 anh. 19 anh ơi. Dạ. Rồi ok. Cây này nó cũng quái lắm. Chiều cao của rễ nó tính từ đây là 1 tấc rưỡi. Rồi, 1 tấc rưỡi. Dạ. Cây này nữa trồng đứng lên vậy xíu cô chú, tại cho chưa có làm bầu theo cái bộ đó. Rồi. Thì cũng trồng đứng lên vậy. Cao từ ngọn xuống là 2 tấc 8. Rồi, 2 tấc 8 nha mấy anh. Dạ. Cái chiều dài đường kính của bầu là 3 tấc rưỡi. Rồi, 3 tấc rưỡi luôn. Dạ. Cây này là cây số 5. Con bán số 5 nha mấy anh. Số 6. Đâu cho khách địa hàng cái coi. Nghĩa hàng nha. Này mình đây một cặp nha mấy anh. Chơi cặp được cô chú, cái thân nó giống giống nhau đây nè. Tại mình trồng đứng cái đây, đây đây đây. 5 6 một dạ. Cặp. Cái này thì kiền ba chân. Có ba cọng rễ bự nè. Kiền ba chân rất là đẹp cô chú anh chị. Cái thân nó rất là đẹp. Rồi đem cây số 5. Rồi rồi đem số 5 xuống. Như vậy là số 5 số 6 anh bán nhiêu à? Dạ một cặp này hai cây 2 triệu rưỡi con bao ship cô chú. Rồi một cặp 5 6 là 2 triệu rưỡi bao ship. Dạ. Cặp nha mấy anh ơi, 56. Nè, 56 2 triệu rưỡi. Cái thân nó lắc rất là đẹp. Kìm ba chân chưa đo thông số. Đo đo thông số của số 6 đấy. Quanh ở đây là 16 đó cô chú anh chị. Rồi 16 anh ơi. Dạ. Chiều cao tổng thể từ mặt bầu là 2 tấc 8. 2 tấc 8 luôn. Rồi. Dạ. Đường kính bầu là 2 tấc rưỡi. 2 tấc rưỡi. Dạ. À, xin nhắc lại 56 cặp mấy anh ơi. Về cô chú chồng lại giống giống nhau luôn. Rồi. Thì cái thân nó giống giống nhau. Rồi số 7 lên. Số 7 rồi cô chú anh chị. Đây rất là đẹp. Mã số 7 nha mấy anh. Ở trong này nó nhóm lên xù với cô chú. Đây, đây ngay tay chỉ đây. Đây. Nách này nó rồi, cũng đâu? Nhóm lên xù. Cây này trồng lâu năm đã lên xù với cô chú anh chị. Rồi tiếp tục. Đo cái hoành thân ở đây là 15 cô chú anh chị. Rồi 15 mấy anh ơi. Dạ, 15. Củ đế này là đặc luôn á. Đo ngay đây là 79. Rồi 79. Dạ. Rồi. Đường kính bầu là 36. 36 nha mấy anh. Dạ. Chiều cao tổng thể là 35 từ mặt bầu cô chú anh chị. Rồi ok. Xây luôn. Cây này cô chú có thể chơi ở đây nha. 1 bo, 2 bo, 3 bo. Rồi, ngay tay hướng dẫn dạ. Luôn. Cái này mình chơi thêm thì mình chơi không chơi thôi. Cái này chơi dán núi đẹp lắm cô chú. Búng búng ra rồi vót ngọn lên. Cây này là cây số 7. Số 7 nha mấy anh. Dạ. Số 7. Xin nhắc lại. Ngày 15 tháng 11. Cây này con giao lưu giá là 1 triệu 8 con bao ship cô chú. 1 triệu 8 bao ship luôn. Dạ. Cô rồi, chú nào okay. Mà mua con rồi á thì con có lưu số điện thoại, chỉ cần chốt cây và con cho địa chỉ lại là con gửi ha. Dạ. Chú nào lần đầu thì cho con xin cọc khoảng 200 là 200. Hãy nhầm khi con gửi cây mà cô chú cứ hẹn hoài không nhận tội nghiệp con lắm.
con bán cây không được mà con còn tốn phí đi dài nữa. Cái cây này rất là già và quái đó, cô chú anh chị. Cây này cây số 8. Mã số 8 nha anh em. Cái giọng lắc rất là đẹp. Mã số 8. Có thể cô chú chơi ngắn thì cắt ngang đây cũng được. Mình trồng đứng lên gì cô chú. Đây. Đây. Trồng đứng lên gì rất là đẹp đó. Tại vì cái bầu cô đất nó vậy rồi con chưa có sửa là được. Nhắc lại các anh là mã số 8 nha mấy anh. Cái bộ đế nó nhìn lực lưỡng lắm cô chú anh chị. Quá dữ. Đây. Cộng ghế muốn bằng cầm tay con luôn, cộng ghế bự. Đây 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 đây. Đó. Đây nó có thẹo cô chú. Ngày xưa chủ nhà chặt mà có tha keo nên nó kéo rất là mau, nó không bị mục đây. Như vậy là không có vấn đề phải không? Dạ đúng. Không không gì phải không? Ở trên đây có thẹo nhỏ nhưng mà nó không sao cô chú. Không sao luôn. Mép chân à. Đó là khuyết điểm rồi, của cây. Rồi, chỉ ra cho khách nhận cây thì có trước. Dạ. Cái quạnh đây là 26 cô chú anh chị. Rồi, 26 anh ơi, 26. Dạ. Chiều cao của cái rễ là 22. Rồi, 22 luôn. Rồi. Rất là cao, 2 tấc mấy. Chiều cao tổng thể. Cao tổng thể từ mặt bầu là 73. 73 mấy anh ơi. Dạ. Rồi. Đường kính bầu là 38. 38. Dạ. Rồi, xoay luôn. Cây này là cây số 9. Số 8. Xin lỗi cô chú anh chị đây. Rồi, giá luôn. Giá của cây này là 2,2 triệu con bao ship cô chú. Rồi, bao ship toàn quốc luôn nha mấy anh. Số 8. Giờ số điện thoại của Phát mình để bên góc trái màn hình màu xanh đó. 2,2 triệu bao ship. Là số điện thoại con là 0939 016808 cô chú. Rồi, chị. Ok. Rồi, số 9 lên. Đây. Số 9 này là nguyên cũ rất là đẹp cô chú. Rồi, số 9 nha mấy anh. Cũ đế đây rất là đẹp. Ở trên đây nó có cục xù. Đây, xù đây. Cục xù này tôi cũng dư ra. Nhưng mà con đãi quay cho cô chú thấy thôi chứ cắt lùng, cây này cắt lùng chơi cũ mới đẹp. Cắt đi. Rồi cắt luôn, tiến hành cắt luôn mấy anh ơi. Tiến hành cắt luôn. Rồi ok, quá. Cái này con gọt keo sau nha cô chú. Này. Mình ghép chỉ bo trên bo dưới là mình chơi được cô chú. Cây này là cây số 9 nè cô chú anh chị. Mã số 9 nha mấy anh. Rồi, hoành thân. Quảnh này là 18,5 cô chú anh chị. Rồi, 18,5. Dạ, đây có cục xù nhỏ này. Ở đây lên xù chảy nách cho. Nhóm lên xù nách nha cô chú. Mấy giờ anh này? Quạnh đây là 15, đường chiều cao của rễ là 15 cô chú. Rồi 15 mấy anh ơi, chiều cao tổng thể. Từ mặt bầu là 32. Rồi 32 luôn. Dạ. Cái củ này là đáng đo trong đây, củ này rất là bự. Đây 37 cô chú. Rồi 37 mấy anh ơi, 37. Bỏ cái rễ này ra. Mình bỏ cái rễ này, hiện này giống cái đuôi đuôi nè cô chú, đẹp lắm. Rồi nhẹ nhẹ luôn, rồi em này là số 9. Số 9 nè cô chú. Số 9 mấy anh ơi. Số 9 ngày 15 tháng 11. Giá của cây này là 1,8 triệu nè cô chú anh chị. 1,8 triệu bao ship mấy anh ơi. Dạ đúng rồi, 1,8 triệu con bao ship. Rồi đổi mấy anh ơi. Rồi số 10 luôn mấy anh ơi, số 10. Đây. Số 10 là rễ rất là đẹp, cắm xuống hết, này đều hết. Rễ cắm đều hết cô chú, có này hỏng lên tí nhưng mà có rễ lót chứ nhiều lắm. Rồi mã số 10 nha mấy anh. Cây thăng lắc giót nha cô chú, chi cành sẵn. Cái này nó không có thẹo nha cô chú, thường cái này nó bị thẹo nhưng mà cái này nó không có thẹo. Rồi ok. Dạ. Nhắc lại với các anh là mã số 10. Dạ. Số 10 ngày số 10 ngày 15. 15 tháng 11. Cây này giá 1,3 triệu con bao ship thôi cô chú. Rồi, bao ship luôn mấy anh ơi. Toàn quốc luôn á. Dạ, bao ship toàn quốc. Cái hoành ở đây là gần 24 á cô chú. Rồi 24 mấy anh ơi. Đo hoành ngay cũ này là 33. Rồi 33. Nó giót lên đây còn có 11 á cô chú. Cây rất rồi, là giót. Rồi ok luôn. Khi cành đều mau chơi lắm. Rồi tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Quên. Chiều cao của cây này là 46 á cô chú. Rồi 46. Cây này là cây số 10, giá 1,3 triệu con bao ship. Rồi đổi mấy em ơi, đổi phụ đổi đi. Rồi 11 lên. Rồi cây này 11 đó cô chú anh chị. 11 nha mấy anh. Đây. Thôi có cái rễ rất là quái đây, rễ mọc tuốt trên đây xuống này.
cong 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 cắm xuống. Ở đây cũng vậy, đây nè, mình nhìn giống như nguyên cái rễ nè, nó lú ra giống nguyên bè con, nó có cái đuôi lên rồi. Ok, cái thân thì lắc lắp cái vòng rất là đẹp đó cô chú. 11 nha mấy anh. Dạ 11. Dạ. Mã số 11. Cái hoành ngay đây 20 cô chú anh chị. 20 mấy anh ơi, 20. Dạ. Chiều cao, cao tính từ cọng rễ này là 22 á. 22 luôn. Dạ, chiều cao rễ. Chiều cao mặt bầu là 59. 59 mấy anh ơi. Dạ. Đường kính là 30 32. 32 rồi. Dạ. Cây này cây số 11 ha cô chú anh chị. Con mã số 11 nha mấy anh. Cái đuôi rất là quái. Giờ số điện thoại mình có để bên góc trái màn hình. 15 tháng 11. Cây này 1.6 triệu con bao ship ha cô chú anh chị. 1.6 triệu bao ship luôn. Cây này đẹp lắm. Rồi ok, đổi phụ đổi em ơi. Thân đẹp mà đẹp. Rồi 12. 12 cây này quái ha cô chú anh chị. Mã giá số 12 nha mấy anh. Giá đặc biệt luôn. Cái này là nó lên nu sụ cho anh cô chú. Đâu 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 đâu. Cái này con không có rửa kịp á, này nguyên cục chỗ sụ. Nào có chỉ nghe. À, cái này nu chân. Rồi đó, này. Chậm chậm luôn. Ở trên đây thì nó có thẹo ngày xưa một tí á cô chú. Rồi chủ nhà chặt ngang á. Bây giờ nó còn cỡ ngón tay con à, vừa rồi. Vừa lọt không, ngón tay. Không sao phải không? Dạ đúng không, rồi, không sao. Không có vấn đề. Không hình vấn đề. Này nó có 5 cái tược vòng tròn dưới cái lên. Rồi lắc nhẹ cái này nhẹ. Quái lắm cô cho chú. Xin vòng. Mã số 12 mấy anh ơi. Đo hoành ngay đây là 33 á cô chú anh chị. Rồi 33 mấy anh ơi. Cái này chiều cao. Chiều cao tổng thể là 51. 51 luôn. Dạ. Cây này số 12. Cây này cái đế nó hơi bị teo cô chú anh chị, nhưng mà nó cũng cắm ra hết đây nè. Rồi 12 mấy anh ơi. 12. Con bán giá nó là 1 triệu bao ship á cô chú anh chị. 1 triệu đồng bao ship. Cây số 12 ngày 15 tháng 11. Giá 1 triệu đồng bao ship luôn mấy anh ơi, toàn quốc luôn. Cây này bự. Rồi 13. 13 là nguyên 13 mấy anh ơi. Cũ đế đặt nè cô chú anh chị. Xin nhắc lại với các anh là 13. Đây. Cô chú thấy cộng nó thấy rất là lực, dày đặc luôn. Đây. Này giống như cái đuôi con thú nè. Đó. Này là hai cái tay trước nó có hai cái bắp đùi. Nó mà, cũng nhóm lên xù mà. Mã số 13 chú. Xin nhắc lại. Này nó nhóm ha, cây này trồng lâu là nó lên xù á cô chú. Ok. Dạ cái này lùng lực luôn á. Hoành ở đây là 29. Ờ 29 nha mấy anh. Dạ. Vót lên đây còn có 20 hơn tí. 20 thôi rồi. Chiều cao tổng thể là 31. 31 mấy anh ơi, 31. Cái phần cũ nhồi lên là 50 cô chú anh chị. 50 rồi ok. Cây này là cây số 13 cô chú anh chị. Rồi mã số 13 nha mấy anh. 13 ngày 15 tháng 11. Cây này con giao lưu giá 1 triệu 9 con bao ship cô chú. Rồi 1 triệu 900 ngàn bao ship toàn quốc cho mấy anh luôn. Rồi ok, phụ đổi luôn. 14 lên. Rồi mã số 14 mấy anh ơi. Cây này 14 cô chú anh chị. Rồi mã số 14. Cây này không gạt khoảng 10 bữa nó kéo nhựa cô chú. Này, kéo cái lần nhựa trắng. Đây. Này khoảng 10 bữa cô chú anh chị. Mã số 14. Dạ. Cái này là 16 hoành. Rồi 16 hoành. Dạ. Chiều cao tổng thể là 28. Rồi 28 mấy anh ơi. Nguyên cũ dính nhau nè cô chú anh chị. Cây này con giao lưu giá 1 triệu con bao ship. 1 triệu đồng bao ship luôn mấy anh ơi. Cây số 14 ngày 15 tháng 11. 1 triệu. Rồi 1 triệu bao ship nha mấy anh. Rồi lên luôn. Đây cây số 15 cô chú anh chị. Rồi 15 nha mấy anh. Củ đế rất là đẹp. Cây giót nha cô chú anh chị. Để 24 giờ luôn. Đây hoành 15 cô chú anh chị. Rồi 15 mấy anh ơi. Cái hoành đế là 83. 83 rồi dạ. Ok. Chiều cao là 30 cô chú anh chị. Chiều cao 30 nha mấy anh. Rồi. Mã số 15 phải không ạ?
15 mm ơi, 15. 15 hoành 15 luôn cô chú anh chị. Giá cây này là 1 triệu 3 con bao ship. 1 triệu 300 ngàn bao ship cho mấy anh luôn. Toàn quốc luôn mấy anh ơi. Ngày giờ số 15, ngày 15 tháng 11. Số điện thoại có để bên góc trái màn hình nha mấy anh. Dạ. Rồi phụ đổi luôn em ơi, 16 lên. 16 đây. Rồi mã số 16. Cây này cũng xù á cô chú anh chị. Ở đây nó xù cũng nhiều lắm. Đây 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 đây, xù dạ, này. Đây. Đó. Đây nè cô chú. Đây. Đây cũng cục xù luôn. Rồi ngay tay luôn, ngay tay luôn, ngay tay luôn. Lên đây hai cái dính nhau cũng lên xù nách luôn cô xù chú. Luôn, xù luôn. Ở đây nó có theo ngày xưa mà muốn lành nè cô chú. Không sao ha. Dạ. Không sao, không sao. Cây này vót cây lắm cô chú. Mình ghép cũng ao chơi nữa. Này 32 hoành ngay đây. Rồi, 32 hoành. Lên tới đây còn có 17 à. Rồi 17 thôi mấy anh ơi. Dạ. Rồi. Chiều cao tổng thể là 53. 53 mấy anh ơi. Cây này là cây số 16. 16. Ngày 15 tháng 11. Cây này giao lưu giá 1 triệu con bao ship luôn. 1 triệu đồng bao ship nha mấy anh. 1 triệu đồng bao ship. Rồi ok. 17 lên. Đây cũng cây xù nữa. Mã số 17 nha mấy anh. Xù cục cục luôn nè. Tại nay không có rửa được. Hai cái tay với cái mình nè. Cái ngày xưa có thẹo đây mà giờ kéo xù muốn bít rồi. Không sao ha. Không sao. Có cái quai đây nè anh. Đây. Cái nhánh lên dính liền với cái thân nè. Tạo thành cái quai. Đây cũng xù luôn. Rễ cũng khá cô chú. 17 nha mấy anh ơi. Xin nhắc lại. Hoành 19 nè cô chú. Rồi hoành 19. Rồi cao luôn. Cao tổng thể 29. Rồi 29. Giá cây này là 900 ngàn à, tại vì cây xù mà quái à, cô chú 900 ngàn mấy anh ơi. Dạ. Cây số mấy à, dạ? 17 17 17 ngày 15 15 900 ngàn bao xe. Rồi 900 ngàn mấy anh ơi. 18 lên. Đây 18 là 18. Mã số 18 nha mấy anh. Cây này quái à, cô chú. Ở đây nè. Thằng này dính đây. Nó dính đây. Đây nó liền vô đây. Liền cây này. Ở đây cây này nó dính qua cây này. Rồi. Nó tức là nó quái lắm á, dính nhau giống như gia đình nha. Hai dáng phu thê với cái thêm cây con. Rồi, xin nhắc lại mã số 19 phải không? 18. 18, 18. Cái này đẹp nha cô chú, rễ cắm xuống hết trơn. Mã số 18 nha mấy anh. Ngày xưa bị thẹo đây mà kéo rất là đẹp nè. Kéo sành nè. Rồi, không sao ha. Chóc lớp da đó mà kéo đẹp lắm. Cái hoành thân này là 23 cô chú anh chị. Rồi 23 mấy anh ơi. 23. Hoành thân tổng thể của cây này là 44. Rồi 44 luôn. Là 3 thân cô chú anh chị. 1, 2, 3. Khá quái. Rồi ok. Chiều cao tổng thể của cây này là 70, 80. 80 luôn. Dạ. Xây luôn, xây luôn. Đường kính bầu là 45. 45 rồi. Cây này cây số 18. 18 18 mấy anh ơi. Mã số 18 nha. Ngày 15 tháng 11. Cây này con giao lưu giá 2 triệu bao ship. Mã số 18. 2 triệu bao ship. Rồi, 2 triệu đồng bao ship miễn phí toàn quốc cho mấy anh luôn. Dạ. Rồi, như vậy là mã số 18 xuống. Rồi 19 lên. Rồi, chúc sức khỏe các anh, vui vẻ bên người thân và gia đình. Rồi, tiếp tục. 19 là một con thú đó, cô chú anh chị. Rồi, 19 mấy anh ơi. Đây, rất là đẹp. Giống như con lạc đà với cô chú anh chị. Rồi, tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Đây, nhóm lên cục xù. Đây. Ngày xưa chủ nhà chặt cái thẹo đây nhưng mà kéo mép. Chủ vườn là tha keo cô chú. Tha keo. Không bị một kéo cũng nhanh á. Đây, chú này ổng sửa cũng chơi cũng hay lắm. Đây có hai cái đuôi. Vậy là không có gì vấn đề ha. Dạ. Vấn đề. Giống như con là tà luôn cô chú. Rồi ok, cho thông số luôn. Quanh đây 20 cô chú anh chị. Rồi 20 mấy anh ơi, 20. Dạ. Rồi cao, cao là 16 tính từ đây. Rồi 16. Cái dài này là 22. 22 mấy anh ơi. Cao tổng thể là cao tổng thể luôn. 46. 46 luôn. Rồi ok. Đường kính bầu là 36. 36. Dạ. Cây này là mã số 19 nha mấy anh. 19 nè cô chú. Mã số 19. 9 ngày 15. 15 ngày 15.
Cây này giao lưu giá 2,2 triệu cô chú anh chị. 2.200.000, 19 dạ. Rồi 20 lên. Phụ đổi luôn. Rồi cảm ơn. Rồi 20, lực quá vậy ta. Cây này cô chú. Thân lắc nha cô chú, chi cành đầy đủ. Rồi xin nhắc lại mấy anh là mã số 20. Thân lắc chi cành đầy đủ nha cô chú anh chị. Mã số 20 mấy anh ơi. Rễ nó cộng mạnh mạnh không à. Cắm xuống chân cô chú. Cái chỗ cái da tay đó là cái gì em ở bên kia. Nào anh. Mép bên kia. Đây nè, chỗ này nè. Đây hả? À. Cái này ngày xưa nó bị hư da hay vậy? À. Nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cây. Nói chung là nó chỉ, cũng xanh nè. Chỉ cho khách ha. Rồi ok. Thành da mới à. Không sao, sao nói chung ra da mới rồi đó. Dạ, ra da mới à. Rồi, hoành nhiêu đây? Hoành cây này 25 cô chú anh chị. 25 mấy anh ơi. Dạ. 25. Cao tổng thể là 73. 73 mấy anh ơi. Dạ. Đường kính đầu là 39-40. Rồi. Cây này là cây số 20 cô chú. 20 mấy anh ơi, mã số 20 xin nhắc lại. Và số điện thoại để giao lưu cây thì mình để bên góc trái màn hình. Giá cây này là 1 triệu con bao ship. Rồi, 1 triệu đồng bao ship luôn. Dạ, chân cành có sẵn. Rồi, mã số 20 xuống, 21 lên. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, 21 lên. Mã số 21. Đây, 21 rồi cô chú anh chị. Mã số 21 nha mấy anh. Rồi thông số của em này luôn. Quanh cái này là 25. Rồi 25 mấy anh ơi. Rồi dạ. 25. Chiều cao của rễ là 17. 17. Dạ. Cái thân rất là đẹp cô chú. Thân dặn rất đẹp lắm. Đây. Chiều cao tổng thể là 48. Rồi 48 nha mấy anh. Rồi dạ. Ok. Đường kính đầu của cây này là 40. Rồi 40. Dạ. Cây này là cây số 21 hay gì đó. 21. Mã số 21. À 21 ngày 15 tháng 11. Cây này con giao lưu giá 2,2 triệu bao ship. Rồi 2,2 triệu bao ship nha mấy anh. Rồi ok. 21 xuống, 22 lên. Rồi 22. 22. Đây. Rồi mã số 22 nha mấy anh. Cây này cái thân rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi xây luôn rồi. Dạ. Xin nhắc lại các anh là mã số 22. Cái rễ này nhà hồi chủ nhà sửa rễ hồi nhỏ bị tét á. Banh ra bị tét nhưng mà kéo mép hết trơn à. Rồi đây. Nó còn dính đây cô chú, không có bị sứt. Dính đây nhiều lắm. Rồi cô okay chú luôn. Sợ cái rễ quá này đẹp. Mục, cái rễ này xanh bình thường à. Không có mục nha cô chú anh chị. Rồi. Đây. Tròn vòng luôn. Cái thân rất là đẹp. Cây này con bán giá nó cũng nghĩ là 2 triệu luôn cô chú. Rồi 2 triệu luôn, nhanh gọn lẹ luôn. Quỳnh rồi đo 25, sao? Quỳnh 25. Rồi 25. Dạ, cái thân với cái rễ rất là đẹp. Đường kính của bầu là 37. Rồi 37 nha mấy anh. Dạ. Rồi ok. Chiều cao từ cái mình xuống đất là 18. 18. Dạ. Chiều cao từ cái ngọn xuống mặt bầu là 76. Rồi 76. Dạ. Rồi xây luôn, giá là 2 triệu nha mấy anh. Dạ giá 2 triệu. 2 triệu con bao ship toàn quốc cô chú. Rồi bao ship luôn. Cái thân rất là 22 đẹp. Mấy anh ơi. 22. Rồi mã số 22, rồi 23 lên. Rồi đổi mấy em ơi, đổi luôn. 23 lên. Còn nhiều lắm nhưng mà để lớp sau đi cô chú. Tới mã số 23. Với cây bông trang cuối là hết clip được rồi. Mã số 23 nha mấy anh. Cái xin nhắc lại. Rất là đẹp cô chú. Cái thân dặn lắc rất là đẹp mà chi cành nó đầy đủ hết trơn. Cô chú về trồng tự nhiên hoặc là ghép cũng được. Rất là đẹp cô chú. Nhắc lại các anh là mã số 23. Dạ. Quanh ở đây là 19 cô chú anh chị. Rồi 19 nha mấy anh. Dạ. 19. Cái rễ nó rất là khéo luôn, rễ nó xấy tròn vo theo cái thân luôn. Rồi nhiêu đây? Dạ 110. Rồi 110 mấy anh ơi. Rồi. Đường kính bầu của cây này là 39. Rồi 39. Dạ. Cây này có giá 2,5 triệu con bao ship cô chú. 2,500,000 bao ship luôn. Cây số 23. 23 mấy anh ơi. Ngày 15 tháng 11. Rồi phụ đổi mấy em ơi.
Rồi cây cuối cùng là cây bông trang nha cô chú anh chị. Bông trang mấy anh ơi. Bông trang lá chung. Đây. Cái này xoay đi, em cứ xoay đi. Này là bông trang hồng phấn á cô chú. Bông trang hồng phấn. Dạ đúng rồi. Hồng phấn. Đây. Tại cây này nó mọc gốc thôi cô chú. Nó mọc gốc đây nè. Nhưng mà có một cái là nó xù chứ. À, hộp hộp sầu sầu cục tới đây cũng có sầu luôn nè. Đây cục cục luôn cô chú. Cây này mình cắt bonsai đẹp lắm, cắt mấy cái này cục cục xuống mình giật cắp á, lấy cái ngọn nè, để ngọn nó hơi xéo rồi con vô dây cho nó ngay lại để con uống lại luôn á cô chú. Hết bụi rồi đã gì nữa là mau chơi. Cái này là 24 bông trang nha mấy anh. Dạ. Xin nhắc lại mã số 24 bông trang. Rồi đây gì đây, để con đo luôn cây sắt đi cô chú và chị. Anh trừ hao lại chứ đã chen vô không được rồi. Ở đây trừ hao cây sắt là cho 15, còn 15 thôi. Rồi 15 nha mấy anh. Dạ. Đây, con đo gì. Rồi 15. Rồi ok. Dạ. Rồi chiều cao em ơi. Cây này rễ dữ lắm, rễ rễ. Chiều cao là 90 cô chú. Chiều cao 90 mấy anh ơi. Rồi ok luôn. Cây này con giao lưu giá 3 triệu con bao ship. Rồi bao 3 triệu bao ship nha mấy anh. Dạ, mã số 24 bự này có đặc biệt của nó là xù á cô chú. Nó xù đây nè. Rồi mấy ok. Mấy này nữa nó lên có thể bích mình thăng. Có xù luôn. Bệ đế đẹp lắm. Đế cắm xuống rồi. 3 triệu đồng mã số 24 nha mấy anh. Dạ 3 triệu con bao ship rồi. Rồi cuối cùng chào cuối cái em ơi. Dạ. Rồi ok. Dạ. Cô chú nào có thích thì ủng hộ con á. À, số điện thoại con là 0939016808. Rồi. Cô chú muốn theo dõi con thường xuyên thì kênh YouTube của con là cây kiểng Tấn Phát á. Rồi ok. YouTube bấm cây kiểng Tấn Phát, cả hình của con là bấm nút chuông đăng ký, khi nào có clip cô chú sẽ được thông báo. Rồi. Con xin kính chào và cảm ơn cô chú anh chị ạ. À. Chúc rồi, cô chú okay. Anh chị được nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng phát tài. À. Rồi, hẹn gặp lại các anh nha. Và chỗ phát luôn. Mến chào tạm biệt và chúc sức khỏe. Rồi xin chào tạm biệt.